Đó là Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca Phật, Nam Mô Đà Phật. Sở dĩ chúng sanh đau khổ, mình nói chúng sanh đau khổ tại vì lầm đường, lỡ bước, lạc lối trong cách hành và cách sống hàng ngày. Nó là đối nhân tiếp vật á. Thì nếu thầy nói á, là không thể dựa vào lý vật dưỡng nhân để sát hại nó một cách vô lý. Đó là thương nhân và tiếp và mến vật. Thì nếu mà ăn tương được thì cố gắng truyền chay, còn ăn tương không được thì lục thập chay hay là cha bóng rửa cho kỳ gì cũng tùy duyên của mọi người. Còn quay lại là đề tài ngộ nhập chi kiến, ngộ nhập chi kiến Phật, sở học chi kiến á, sở học chi kiến của mọi người á, nó khác nhau. Chúng ta cầu pháp với Phật Thích Ca hay là với các vị Phật cũng hạ cái bản ngã của mình xuống để mà mình có thể tiếp nhận thêm được nhiều điều mới từ những người khác, như vậy mới gọi là một người con Phật tử. Tại vì ta nói là núi cao có núi cao hơn. Mô Đà Phật. Rồi tiếp lại là bây giờ muốn nhắn nhủ với anh em á, với lại cộng đồng mạng á, chứ gì quý vị á, anh em mà đời sau á, đời mình thì cũng sắp qua rồi, đời sau á, nếu mà có nghe được những video này á thì thông báo trước, nếu mà có hành theo á là tất cả sẽ có người biết. Thì bây giờ nói đến cái điều quan trọng lớn nhất á, là mình lập nguyện của Bồ Tát, hạnh nguyện của Bồ Tát. Hạnh nguyện Bồ Tát là gì? Đức Phật Thích Ca nói á, phàm người tu hành phải lập 100.000 muôn ức đại nguyện. Nói các anh hiểu không? Trăm ngàn muôn ức đại nguyện. Giống như Đức Phật A Di Đà lập ra 48 đại nguyện thành quốc độ tịnh thổ A Di Đà đó. Cái đó là ngôi nhà chung quê hương cũ của anh em mình để mình về đó. Đó là sơ cơ bản. Mà nếu mà nói theo kinh Phật A Di Đà, theo mà nghe trong kinh điển nói đó, là mường tượng như là ý của những người nói kinh đó là muốn về được Tây Phương Cực Lạc chỉ cần niệm 10 tiếng. Nhưng mà cái siêu sức hơn nữa trong những bài kinh mà theo ý của tôi mà nhận được ấy, là lập theo 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là tích hợp cảnh giới, là cảnh giới mình với cảnh giới Phật A Di Đà trùng nhau. Giống như là nghiệp lực của chúng sanh như bây giờ, như anh em mình ở đây nè, không biết là mình chịu lệnh xuống đầu thai xuống trần hay là mình do nhân duyên nó cấu tạo lại đằng mà xuống trần. Nói chung là có nghiệp nhân chung, nghiệp nhân với nhau mới xuống đây. Dạ. Dạ, kính thưa huynh đại, theo sự thuyết của huynh đại từ giờ nghe rất là hợp lý. Đối với gì mà tại sự nhân viên mà Đức Phật hay xuống trần này để khai thị chúng sanh hộ chi tiết. Chi tiết rồi qua cái chỗ mà huynh đại giải bài bây giờ nghe rất là hữu tình. Tại sao mà Đức Phật có dạy là chi kiến rồi phải giải thoát chi kiến nữa, mong con đại mình cái câu đó hơi sâu xa rồi. Chi kiến mà giải thoát chi kiến nữa là nó chỉ có một niệm chấp và không. Nếu mình giữ được niệm không thì giải thoát chi kiến sao rồi? Nếu mà theo quan điểm của em là em biết gì, còn huynh theo huynh nghĩ sao thì huynh trả lời. Vậy đó thì huynh đại nghe rất là tuyệt chiêu là nói về dân nội nhập và chi kiến. Thì hôm nay huynh đại cũng cho mình biết là cái chỗ không đó là không gì. Không đó là thầy có nói là sắc tức thì không, không tức thì hết, tức là ở bên Bắc Nhã Tâm Kinh. Còn cái chỗ thầy nói là nhân ngã nhân đừng cách biệt, mà sắc không, không sắc chớ lìa xa. Thì mong rằng huynh đại mình luận giải về hai cái đề tài này. Nhân ngã nhân đừng cách biệt, sắc không, không sắc chớ lìa xa. Bây giờ muốn nói đề tài đó đó, bây giờ trước hết mình hiểu câu ngữ nghĩa trước đi. Nhân ngã là gì, rồi ngã nhân là gì? Huynh có nói, huynh có biết được nhân ngã ngã nhân thì giải thích tiếp đại đi, rồi đại sẽ thêm một số điều ý của đại nữa. Dạ, theo sự hiểu biết của tôi của các tầng là như thế này. Nhân tức là chỉ cho người, ngã tức chỉ cho ta. Thì ý muốn nói là cái chỗ phân biệt giữa người và ta. Mà cái chỗ Đức Thầy nói sâu sắc hơn là nhân ngã nhân đừng cách biệt. Thì chỗ này Đức Thầy muốn cho chúng ta lìa cái nguyên nói đãi đó, trở về với cái đường trung đạo của Đức Phật, thì có phải vậy không đại?
nói gì cũng đúng nữa, tại vì trong 40 trong câu kinh Cang của Phật đó là 48 mấy vị đó, mấy chục vị đó đó là giải thích là Phật nói là ai cũng đúng chân. Nhưng mà nói nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt, sắc không, không sắc chất là xa, tức chớ lìa xa. Nhân là người, ngã là cái ngã mạng của mình. Nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt là sao? Là mình phải biết cái tánh của mình như thế nào để mình cầu Phật như thế nào, theo ý em là vậy đó nha. Là cánh cái tánh của mình như thế nào để cầu Phật đạo như thế nào thì sẽ hành ra muôn pháp như thế nấy. Và sau khi thành ra phương pháp như thế nấy thì mình bỏ cái ngã mạng mình xuống. Giống như là cặn bã ký ức của Bác Hai Như Sâm vậy đó. Là nếu mà cánh cửa nhỏ mà cái thân mình lớn quá, cái ngã mình lớn quá, mình đi lọt cửa không được. Mình phải hạ cái bản ngã mình xuống để mà mình đi qua cái cửa đó lọt. Mà chiều anh em mình có ai có đọc cái câu gì nào ta? Chiều anh em mình có đọc cái câu gì mà ông gì đọc cái câu gì? Cái câu gì mà ai biết chi gì phải vậy, cái câu gì một chiều rồi mấy nay mình có cúc có bằng bạc cái câu gì đó. Dạ quên cũng quên rồi. Quên hả? Để coi nhớ được không ta. Hồi chiều mà cái câu gì đó là ai biết chi gì phải. Ơ bây giờ mình bỏ câu đó đi, mình tính cái câu này đi. Giờ cái câu quan trọng nhất cho không phải là quan trọng nhất, câu trong sấm giảng thi dân toàn bộ Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo của mình á, có rất là nhiều câu hay dễ ý nghĩa, mà nói đến lại là câu nào cũng hay dễ ý nghĩa, tùy mọi người biết được câu nào hành được câu đó thôi. Bây giờ mình nói là câu là ai biết chi gì phải cứ làm. Sao nữa? Như vậy là ai biết chi gì phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Giờ mình nói cái câu là chi gì phải cứ làm đi. Việc phải gì nói như đối với anh em mình là cái gì là phải, cái gì là sai, là anh em biết chưa? Giờ anh em mình cũng lớn rồi phải không? Là nếu mà mình nói á, nếu mà nói không như vậy á thì không được. Mình phải bám sát theo tam nghiệp trực thân sinh ra thập ác. Tam nghiệp là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, sinh ra thập ác. Đó, cái đó mình cũng nên chú ý đến cái đó đặng mà mình hành cho đúng. Quan trọng cái nào trong tam nghiệp đó, cái nào cũng quan trọng chứ. Không phải chỉ là sát sanh không đâu. Ý nghiệp, chỉ cần ý nghiệp mà mình mà buông lung cái là nó cũng ảnh hưởng này. Tại vì trong bổn kinh của Đức Phật A Di, của Đức Phật của Đức Địa Tạng Thiên Vương Bồ Tát á, ngài nói á, bất cứ động niệm của chúng sanh, không có động niệm nào mà không gieo nghiệp quán để mà rơi vào địa ngục. Thật ra mắt đạo. Dạ thưa đại, theo là chia sẻ với đại là chi chưa biết nó ý nghĩa như thế nào lại. Cái gì? Cái chữ chi á? Chữ chi. Chi á là bây giờ mình anh hỏi theo cái nghĩa hay là hỏi theo cái dân tự? Dạ, hỏi theo nghĩa và dân tự luôn. Dạ. Chữ rồi. Cái câu nãy đại nói ai biết chi phải cứ làm. Như vậy là cái chữ chi và chữ biết nó có đồng nghĩa với nhau không? Dạ, chữ chi và chữ biết á thì mình nói trước, mình nói hết đi, nói dạ, cái chữ chi này có phải là nằm trong cái chi kiến không? Đúng, chi kiến. Hay là cái biết này là biết của cái ý thức hay là cái biết của cái tri giác? Cả hai luôn. Rồi. Mong rằng đại cũng chia sẻ qua cho nó rằng được cái chi biết này. Cái nếu mà ba cái đó trong cái đạo Phật thì có nói gì? Chi kiến là luật chi thì vô minh bổn, mà chi kiến bất lập chi tức như bàn. Thì cái chi này với cái biết kia nó có liên quan thế nào? Anh phải phân ra chứ. Cái chi, cái biết của cái biết, cái chi cũng phân ra nhiều loại lắm. Cơ bản là hai loại. Một cái biết của phàm nhân và một cái biết của thánh nhân, và một cái biết nè, mình nói cái đó hơi xa, bây giờ nói gần. Bây giờ mình lớn, mình không giỡn đùa nghịch với nhau những cái gì nó đau nhau, là coi như là cái đó mình biết mình đó. Cái chi của mình là biết hơn cái chi của mấy con nít. Còn mấy đứa nít thì nó đùa giỡn, đâu biết vô ý thức. Còn mình lớn á, cái chi của mình nó biết được cái nào đúng cái nào sai mới hành ra muôn pháp. Bây giờ quan trọng, bây giờ quay lại cái vấn đề anh hỏi đi. Vấn đề anh hỏi là nó cái chi về ngữ nghĩa và cái chữ biết phải không? Cái chi ngữ nghĩa, như chắc theo anh em mình nghĩ ai cũng biết là cái chi là tìm đúng không? Tìm. Không, chi là biết trên, tìm. Chi mới là tìm kiếm. Chi. Ủa? Chi đây là cái chi kiến. À, chi kiến.
nếu mà mấy anh nói biết, nếu mà mấy anh nói mà cái chữ chi là T R là chi kiến nhã chi Phật hữu giai Phật tánh, chữ chi đó với chữ biết đó, nó chỉ khác nhau câu tự thôi, nhưng mà nó giải thích theo ngữ nghĩa đó, nó cũng không khó đâu, nhưng mà giải thích là phải ôm một tuần La Ban đằng mà giải thích đó. Giờ bám sát đề tài là chữ chi đi. Chi là những người học Phật bây giờ biết cái nào mà đúng lẽ đời, hợp lẽ đạo thì mình làm, đó là chi, là biết. Còn đối với những người mà anh em mà không biết tu tập, mấy thằng như mà mấy thằng em nhỏ đó mà nó hay nhậu nhẹt này kia rồi chơi bời này kia đó, đó cũng là cái biết của nó, nhưng mà nó cái biết đó là biết sai, biết của phàm phu. Phàm phu là chi kiến, là biết chi kiến của Phật Thánh, Phật Thánh, Phật Pháp. Mình thử ra cái biết đây nó nằm trong cái ý thức của chúng ta, mà cái chi đây là nó chi trong cái trí huệ của nhà Phật và chúng ta. Ý là nó là cái chi trong cái trí huệ nhà Phật, phải không? Mình thử ra trong nhà Phật có câu là chi kiến bạch tri là vô minh bổn. Cái chi là cái biết, cái thấy, cái thấy trong cái Phật Thánh. Thì cái chỗ hồi nãy mà đại nói là cái chỗ mà tại nhân viên của Đức Phật là muốn khai thị chúng sanh hộ nhập tri kiến, là cái tri này nó nằm trong cái tri kiến của nhà Phật, đúng để có cầu như tri kiến bạch tri, nghĩa là cái thấy chúng ta mà lập thêm một cái thấy nữa gọi là vô minh, mà cái thấy trong Phật tánh nó hoàn toàn là thanh tịnh trong hoàn. Chú anh các đường vô đi, chú anh các đường vô ngồi thôi. Bây giờ nước nào bây giờ nó nói ra chính sự thì Nga với Ukraine sao đó anh em biết rồi, là cái lớp anh em mình cũng sắp qua rồi, chỉ là để lớp sau thôi. Bây giờ gửi gắm với, mới nãy là trước hết là tôi đã nói là anh em nào nếu mà hành theo đó là sẽ có người biết, là anh em hiểu không? Rồi bây giờ nói đề tài đơn giản thôi, bây giờ là lập thệ nguyện. Lập thệ nguyện, thệ nguyện là gì? Thệ nguyện không thể lập xuông được, mà tại sao phải là tu phải lập trăm ngàn muôn ức đại nguyện? Tại sao? Nó đơn giản thôi, tại vì mình thấy cái nào á cần cho mình đường tu tập của mình và muốn cho chúng sanh nó dễ tu tập theo á thì lập đại nguyện đó. Giống như Đức Phật A Di Đà đó nói là nếu mà ai niệm 10 tiếng niệm Phật đó là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, đó là một ví dụ. Hay là Đức Phật Dược Sư nói cái này là anh em nói là có anh em chung muốn động nha, là Đức Phật Dược Sư có một đại nguyện của ổng, như nghe nói là một đại nguyện của ổng là ai mà bị yếm này kia đó ha, là niệm Nam Mô Dược Sư Luy Quang Dương Như Lai thì người yếm và người bị yếm sẽ trở thành bạn hữu của nhau, chứ không là không cái yếm nó tự nhiên mắc trở thành không là kẻ thù của nhau nữa, là bạn của nhau nữa. Nhưng mà người đó mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì khác, bởi vì nhân địa tu tập của mỗi người khác nhau, thành thử ra cái sức học của mỗi người khác nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, trình độ căn cơ của mỗi trình độ căn cơ chúng sanh theo cái thời kỳ mạt pháp này, theo như là nãy để nói về cái anh hỏi đúng chỗ đó, anh hỏi đúng chỗ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì thật ra đó là trong cái kinh của Đức Phật thì thật ra ngày xưa Đức Phật tổ của chúng ta có nói một câu rất rõ ràng, trong 49 năm trôi qua ta chẳng nghe lại một văn tự nào hay là ta chẳng thuyết một lời nào, đó đã chứng tỏ rằng thì lúc bây giờ ở đất nước Ấn Độ của chúng ta thì lúc bây giờ thì nó là thuộc về đa tôn giáo rồi, mà khi Đức Phật tịch diệt thì thật sự ra Đức Phật cũng chẳng để lại một kinh tự gì. Thì trong cái đạo Phật chúng ta lúc bấy giờ Đức Phật thuyết gọi là bất định pháp, phải không đại? Thì tùy theo cái trình độ cơ cảm của mỗi người mà Đức Phật thuyết, thì khi mà Đức Phật tịch diệt thì trong cái đoàn tăng lữ á thì có một sự bất đồng với nhau, thành thử ra mới có sự kết tập kinh điển. Thì cái lần đầu tiên kết tập kinh điển á, để lúc bấy giờ ông A Nan thì ông chưa đạt tới cái chỗ là gọi là A La Hán, thành thử ông chưa dự được cái buổi cái tập đó, nhưng trải qua một đêm thôi thì ông A Nan ông mới trực lại cái tâm của mình, chứng đắc về qua A La Hán thì ông mới vô dự hội đó. Mà đã biết là ngày xưa ông ngài A Nan á, ngài là một thị giả của Đức Phật,
ngài có một cái trình độ rất là hay trong các tóm lại là bao nhiêu kinh giảng của Đức Phật Thích Ca là ngài đang nhớ hết và nói lại một cái máy thâu vậy đó. Đấy là sự kết tập kinh điển lần thứ nhất bắt đầu thì gọi là kinh để gì, kinh để khai thông cho tất cả nhân loại của chúng ta để trở về một cái giác tánh đó. Thì còn về luật thì lúc bấy giờ ngày xưa cũng có bất đồng ý kiến về cái luật mà Đức Phật chế ra, thì cái vị này ô Phật xưa Phật cấm cái này, cái vị kia thì nói Phật cấm cái kia, thì nó có sự đồng nhất nhau. Tại vì Phật tùy theo cái trình độ mà Phật thuyết, nếu nó có sự đồng nhất cũng như tu nhức đầu thì Phật cho cái thuốc nhức đầu, để đau bụng thì Phật cho cái thuốc để đau bụng, phải không? Nó mới hết được thì ngay cái góc bệnh của mình luôn. Vậy là tóm lại là anh nói ý anh là nói muốn nói lên đề tài gì? Không phải, để nói lại cái chuyện này thì hôm nay bàn ra chứ không có nói lên mệnh đề gì nha. Cái đề tài này mà nãy để nói trong 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà ở đây là những bộ kinh phát triển. Đúng, thì nó hiện tại trong cái đạo Phật chúng ta có hai khối để nó thực tranh luận, gọi là tiểu thừa và đại thừa. Thì Nam Tông và Bắc Tông thì nó không có thống nhất chỗ này, mà hôm nay trở về với cái thời kỳ hậu quân này nói về cái pháp môn niệm Phật đó, thì Đức Thầy của chúng ta rất là siêu màu, đem một cái giáo lý siêu việt của A Di Đà ở đây. Mà Đức Thầy có nói câu này là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác định bảo ta truyền dạy. Thì cái pháp lý cao siêu của Đức Thầy chỉ với chúng ta về pháp môn niệm Phật là rất là bi diệu, không phải dựa vô. Thật sự ra nói với cái phái hại Bụ Sơn Dị Hương cho đến Đức Thầy của chúng ta Phật giáo hảo thì không có nói tuyên truyền về vấn đề 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà cái giáo pháp của Đức Thầy chỉ về cái môn tịnh độ rất là cao siêu. Để huynh chia sẻ chỗ này để thấy rõ ràng về cái pháp là tịnh độ mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta. Thì Đức Thầy nói là vì trong tâm chúng ta niệm mê lầm chấn nhất, vì cái lời vọng niệm cái trần ấy mà không cho khỏi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mở án. Để hôm nay hãy chúng ta thành tâm niệm một niệm Phật ác liền là một niệm chúng sanh, mà niệm Phật ác liền được tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nào nhất tâm bất loạn thì các lòng ham muốn và tình dục không còn nảy sanh ra được. Thì cái đó là cái bước thứ hai mà chúng ta học theo với Đức Thầy để trở về với cái đại định. Thì cái bước thứ nhất là cái pháp trời. Thay vì chúng ta không niệm Phật, chúng ta niệm cái gì qua đại? Niệm về vọng trần không à? Nếu mà không có niệm Phật thì niệm chúng sanh. Mà những cái bước cuối cùng của pháp môn niệm Phật mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta rất là siêu màu luôn, là Đức Thầy nói niệm trong cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, để lòng cho mình nương theo đó mà thanh tịnh, không còn nhược kiểm chẳng ai. Là cái chỗ này là Đức Thầy muốn trở về với tự tánh chân nhân chúng ta. Tại vì A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật là tên chung của tự tánh, mà cái pháp môn niệm Phật rất rõ ràng như Đức Thầy chúng ta chỉ dạy. Chỉ niệm là gì? Niệm là ghi nhớ Phật là giả, Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Vì hôm nay chúng ta niệm Phật theo cái pháp môn của niệm Phật của Đức Thầy dạy là mình phải trở về với tự tánh chân nhân chúng ta, luôn luôn là cũng ghi nhớ cái cảm giác đó. Thì nếu mà hôm nay chúng ta trở về với cái tánh chân nhân cũng giống như hồi nãy đề tài mà đại nói lên, là sẽ giữ Đức Phật hôm nay có mặt ở tại thế gian này để làm gì? Vì một đại sự nhân viên mà Đức Phật muốn khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì cái chỗ này cái niệm Phật trở về cái bản lai tâm tịnh đồng với ngộ nhập Phật tri kiến mà nãy đại đưa lên cái đề tài. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thôi trở về cái vấn chủ, trở về cái đề tài chính, mong rằng đại chia sẻ cùng cô bác. Bây giờ nói ngộ nhập chi kiến Phật thì mình nói rồi. Rồi giờ nói là quan trọng là phát đại nguyện, mà tại sao phải phát đại nguyện? Tại mới nãy mình nói rồi là nhắn nhủ với là đoàn hộ tấn sau này đó là anh em của mình, là những con cháu công nhân Việt Nam mình thôi, còn thế giới thì từ từ mà tính. Là cũng như là trong cái đoạn kinh của thầy nói á, sao nhằm buổi phong trào tăng tấn đua chen theo dập chất, và sao nhằm buổi phong trào tăng tấn đua chen theo dập chất dân minh, nên ít người khảo sát kệ kinh đặng dắt chúng hữu tình thoát khổ. Đó cái đó là điều quan trọng đó. Còn anh em mình ở đây là cũng có một mớ công đức ra cái chỗ mà để nói không sai, chúng ta phải lập đại nguyện. Mà hôm nay thật sự ra cái chỗ Đức Thầy mình chỉ rất rõ ràng luôn rồi đại.
thầy có nói là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ qua cho quên trí nguyện chốn non sinh. Thì ở chỗ đây là cái chỗ mà cái công phu hai thời mà Đức Thầy chỉ với chúng ta hàng ngày đó, là cái chỗ đó là cái đại nguyện của đó, đó cũng là tín đồ. Cái đó là những đại nguyện của thầy đã gom lại rồi chưa? Hay chưa? Đó là chỉ là mình cúng là phát đại nguyện thôi. Cũng giống như cúng như phát đại nguyện vậy đó. Tại sao mà nói cúng phát đại nguyện? Bây giờ nhất nguyện cầu thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, liên qua hải hội, thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng, thế giới bình an, là cũng gần giống như là phát đại nguyện là đúng không? Cái ý em muốn nói là phải phát ra trăm ngàn muôn ức đại nguyện mà chỉ có hạnh giới hạnh của Bồ Tát thôi. Bồ Tát bây giờ nói về cái đại nguyện của tất cả vị chư Phật, thì trong khi đó các vị Bồ Tát nói là cái thế giới của chúng ta đang ở này, nếu một ngày nào còn có chúng sanh thì ngài không có phải nhập niết bàn, phải không? Rõ ràng không? Thì bây giờ một ngày nào chúng sanh còn khổ ở cõi thế gian này thì ngài có thể nhập niết bàn được. Người tại sao mà ngài cũng nhập niết bàn vậy? Thì tôi hỏi đại có sự mâu thuẫn cái đó không có mâu thuẫn đâu. Tại vì theo như mà Đức Phật nói á, Đức Phật nói mà Đức Phật nó nói á là theo quy luật dinh thư tiêu trực thành trụ, thành trụ ngoại công dinh trụ di diệt, phải không? Cái đó chứ lại mình nói nếu cái đó là dẫn theo cái câu nói là cũng như là cái này sở, nếu mà Đức Phật Thích Ca nói là cái này thành cái kia sẽ thành, cái này bại cái kia sẽ bại, ý em muốn nói lên là Đức Phật đã hết nhân duyên với chúng sanh đời mạt pháp này rồi, ông đã hết nhân duyên. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca còn nhắn nhủ lên một câu, nếu sau này mà ai mà còn nhớ đến ngài thì ngài còn thị hiện lại cho thế gian để dẫn dắt người đó thoát khổ chứng quả vị niết bàn tịch tịnh. Em nói gì hợp lý không? Nói gì chia sẻ gì được ha? Tại vì nói là như là hết duyên đó, tất cả Phật pháp là do tùy duyên. Thì hôm nay được hội ngộ cùng với anh đại mình để chia sẻ qua vấn đề Phật pháp. Thì thật sự mà nói ở đây chúng ta không luận về đúng sai, không có luận về phải quấy, phải lìa cái nhân duyên đối đãi đó để trở về với tính giác chi như của chúng ta mà hồi nãy đại nói là ngộ nhập Phật chi kiến. Thì bây giờ qua cái đề tài ngộ nhập Phật chi kiến của đại thì anh đại nãy giờ cũng chia sẻ rất nhiều rồi, thì mong rằng bây giờ cũng đau khuya rồi để cho mọi người được ăn giấc. Thì anh em mình cũng xin niệm lên ba tiếng niệm Phật để cùng với quý đồng đạo mình hẹn lại lúc sau anh em mình gặp gỡ nhau ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Phật. Nam mô Đà Phật. Xin kính chào tất cả. Dạ, cảm ơn hai sư huynh rất là nhiều luôn.